quay đây. Quay rồi. Đứng lên. Người rửa việc thợ người việc bây giờ là tôi không thể làm việc của ông được. Ông không thể làm việc của tôi được. Anh ơi, lấy đồng hồ đo bụng là sắp xếp công việc rồi. Cắm một phát rồi bắt đầu nó trả cái mấy chỗ. Cái vô lăng mình quay đổ bê tông đấy. Mà nó với cái vị giật. Giật chứ. Chứ nó còn giật chứ không kìa. Nghe răng cả. Nghe răng cả. Tôi để trước đây mua ở đây. Đây rồi, giật ở đây rồi. Cái gì mà cái
giật. Mình phải để ý. Em thì em cũng phải đấy, nhưng mà làm nó phải để ý. Nếu mà không phải bản thân người chưa thật gì. Tại sao mà cứ mất điện liên tục? Nó chập cái này xong bắt đầu nó tăng áp này. Có ai chống giật à? À. Cứ cắm mấy chỗ thoát vào đâu nó bật lại anh. Buổi hôm đấy ra ông kia nhảy vào ơi, tài rồi đấy. Nó quay để khóa cửa. Đây, cửa. À. Chỉ nó quay để cửa. Đây là bằng chứng chứ không phải cãi ấy. Bảo sửa cái gì thì nhưng mà là cứ vào YouTube vào kênh nhà Dương ấy mà xem. Dương cái gì là Thank you.